Hà Nội trời trở lạnh rồi, ngày hôm nay mình có một chuyến công tác giao xe tới thành phố Mờ Sương. Xin chào các bạn, lại là Thành Lex đây. Mọi chuyến đi công tác xa, hãng hàng không mà Thành thường xuyên sử dụng cũng như tin dùng, đó chính là Bamboo Airways. Hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, mình làm ngay bát bún mì Quảng ưa thích, di chuyển qua đèo Prem để xuống tới thành phố Đà Lạt thì trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Nhiệt độ theo mình vào khoảng từ 18 đến 20 độ, trời mát và hơi se lạnh, và không quên tranh thủ chuẩn bị một bó hoa hồng tươi. Thành Lex đang đứng trước cổng căn biệt thự Thành Ngọc tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, cách thành phố Đà Lạt vài cây số thôi. Chiếc xe mà mình chuẩn bị bàn giao tới tay khách hàng đó là chiếc RX 300 Sport phiên bản thể thao 2022 với giá chưa lăn bánh là 3,3 tỷ. Bạn Sơn sinh năm 95 cũng như gia đình đã ủng hộ tin tưởng mình. Mặc dù mới chỉ thấy mình trên YouTube cũng như trên mạng xã hội thôi. Da ghế màu đỏ cao cấp trên phiên bản Sport càng làm tăng sự trẻ trung, cá tính thể thao của chiếc xe. Đây là em bé 9 tháng tuổi của vợ chồng em Sơn và bà nội của em ý. Sau khi được gia đình giữ lại ăn khám xe mới thì mình di chuyển về thành phố Đà Lạt để nghỉ ngơi. Mình book khách sạn Hoàng Minh Châu ngay đường Nguyễn Chí Thanh với căn phòng có cửa sổ nhìn xuống trung tâm chợ Đà Lạt tấp nập. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm Thành có cơ hội được đến thành phố Đà Lạt bàn giao xe, và cũng là khách hàng thứ 4 tại Lâm Đồng do mình phục vụ. Và có đến với Đà Lạt thì hãy rủ vợ con, bạn bè, người yêu đi cùng để tận hưởng nhé, chứ đừng đi một mình như Thành buồn và cảm giác tự kỷ lắm. Nhưng để xe ô tô đã đem đến cho Thành một thói quen làm việc xa nhà, độc lập hơn suốt 10 năm nay rồi. Trước khi ra về, mình có ghé qua chuỗi cửa hàng Lang Farm để mua chút quà về cho bạn bè và gia đình. Tạm biệt Đà Lạt tươi đẹp, hẹn gặp lại ở năm 2023. Thành Lexus giao xe Lexus tới mọi nhà.